thiện nguyện. Những giáo viên trong trường lại nói ra nói vào, nói con dạy không lo dạy, người nghèo có nhà nước lo. Con kính mong sư cho con lời khuyên. Tức là bây giờ người ta nghèo á là nhà nước lo, mình không cần phải lo. Thì xin thưa, phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy làm, đơn giản vậy thôi. Họ không làm, họ không có phước, mình làm mình có phước. Họ không có tâm tự thì mình có tâm tự. Thì người ta không làm điều thiện. Và quý vị nhớ nè, ở trong Kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn có nói hãy gấp làm điều lành. Bởi vì nếu như không gấp làm điều lành á thì tâm sẽ có khuynh hướng làm điều ác. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ nếu như mà mình không có tích cực làm điều lành thì tâm mình sẽ có khuynh hướng ác. Mà người có tâm có khuynh hướng ác thì họ sẽ đi xuống, còn người có tâm hướng lành thì mình sẽ đi lên. Cho nên là ai muốn đi xuống thì cái việc của họ, mình muốn đi lên, muốn hướng thượng, muốn đi đến sự giải thoát giác ngộ, muốn đi về các cảnh giới an vui thì mình làm lành. Mình không thể nào á, vì cái chuyện là thiên hạ nghèo là mình khỏi làm giàu nha. Người ta nói người ta đi ăn xin nhiều quá, ta nghèo quá trời thôi, anh mà anh đi làm giàu anh ác lắm, tại anh giàu thì như vậy thì anh, cái chuyện người ta nghèo anh không được giàu, anh phải nghèo như người ta, thì mình thấy nó rất là vô lý. Cũng tương tự như vậy thôi, ai không muốn làm phước, ai không muốn làm thiện thì đó là quyền cá nhân của mỗi người. Mình muốn làm phước, mình muốn làm thiện thì đó là quyền của mình. Nhà nước muốn làm phước thì nhà nước làm phước, nhà nước có phước ha. Thì đó là phước của nhà nước. Còn mình muốn làm phước thì mình làm phước, đó là phước của mình. Cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không biết hai vị có ý kiến gì không? Mời quý đại tôn. Mời sư Tệ Tường. Hai vị đức nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Dạ, kính thưa quý vị, cái chính mà cũng là cái tổng quát á, thì để đức hạnh tuệ cũng trình bày đó, thì ở đây cái bản thư thân sư thì sư không có bổ sung gì thêm, nhưng mà chỉ có một cái câu khích lệ là như vậy, là nếu mà cái vị đạo hữu này nè là có cái tâm á, mà làm thiện nguyện tốt như vậy á, thì hãy cố gắng duy trì trạng thái tâm đó. Đó, mặc dù là có thể có cái những cái chướng ngại mà giống như là sư anh tại có nói trình bày đó, nhưng mà mình hãy hãy cố nha, hãy cố giữ cái trạng thái tâm đó nha, đó đó là một cái điều tốt. Đó là cái câu mà sư muốn khích lệ thôi, còn sư anh tại cũng đã giảng giải rõ cho đạo hữu biết như nên làm như thế nào. Sư xin kết thúc câu phần trả lời đó. Cái tâm Người ta nói có là chín người mà 10 ý, nên mình cứ để ý người ta nói mình là thì mình bể tin thiệt sự. Trong Kinh Từ Bi có cái câu là chánh lời chê trách, thánh nhân phê bình. Khi mà người ta phê bình mình á, mình phải coi lại cái đối tượng đó là ai. Nhưng lỡ nó một câu nó kỳ là đủ tư cách để phê bình hay không? Cái này nó giống như là không ăn nho được, chia nho chua. Người ta không có làm tình nguyện thì người ta sẽ ghét cái việc đó. Người ta không có, người ta sẽ nói mình là những cái gì đó để xúi mình không có làm. Mà khi mình không làm, họ có cho mình được cái gì không? Mình có khen mình gì không? Không. Nghĩa là thế gian mà. Thế gian thì miệng lưỡi thế gian, miệng 10, 9 người, 10 ý. Giống như bây giờ một đứa bé nó ham học đi, mấy đứa ham chơi đi ra ban rủ rủ đi, mày học cái gì chừng nữa học cũng không có giàu đâu. Tất nhiên họ sẽ xúi mình theo cái chiều hướng của họ, nhưng mà thật chứ theo chiều hướng cách sống của họ. Và nếu mà mình nghe lời người ta là mình sống cho ai? Mình sống cho mình đúng không? Mình tu cho mình sống cho mình, mà mình làm cái thiện nguyện đó là để phước báo của mình, chứ không phải mình làm cho người ta, mình làm cho ông đó. Nhưng mà nếu ví dụ như bây giờ một cái người có trình độ, có kiến thức, họ khuyên mình về cái sự làm thiện nguyện đó, họ nói mình làm chưa chính xác, làm nó phước dở lắm, phước yếu lắm, mình làm sao cách nào cho phước cũng làm nhiêu đó, nhưng mà cái phước nó tăng trưởng đó, thì mình nên nghe. Bởi vì đâu phải ai nói mình cũng nghe, nếu mình nghe mình làm theo. Ví dụ bây giờ mình nghe theo người ta, mình bỏ làm thiện nguyện đi, họ sẽ nói nữa yếu mềm,
không có ta không có, không có kiên cường, không có như kiền ba chân, nó chút xíu bỏ rồi người ta cũng nói nữa. Tức là khi mà mình không thể là mình sống ở trên đời này mà mình không có thể nào bị gọi là tránh khỏi bị cái sự dị nghị, thì sự nó qua nó lại, ngay cả Đức Phật cũng bị nói, ngay cả Đức Phật cũng bị nói thôi. Ngài bị vu oan, ngài bị trinh tra giả làm phụ nữ mang thai vu oan, ngài bị hãm hại. Cho nên mình sống trên đời mà mình không muốn ai nói mình hết thì không có. Có người nói đúng về mình nhưng mà cũng có người hiểu sai về mình. Mình cứ gọi là giữ tâm như kiền ba chân đi, khi mình nhưng mà cũng không nói làm được tại cái miệng của họ. Mình mà mình có thể giữ được cái tâm mình, không có làm cho cái chuyện nó nặng nặng mình, tại mình biết cái việc mình làm, mình cái niềm tin mình vững chắc vào những cái phước báo mà mình làm mình thấy có lợi ích, và trong thời gian mình làm thiện nguyện mình thấy mình vui, mình an lạc thì mình làm. Còn mà giống như bây giờ mình thử mình bỏ làm thời gian thử, ví dụ hồi xưa đi, hồi xưa là mình hai ba tuần lễ hay là một tháng gì đó cái mình đi làm thiện nguyện, là bây giờ mình thử một nửa năm mình không đi thì mình cảm thấy nó bứt rứt, nó quen rồi, mình cảm thấy mình không an lạc nữa. Mình làm cái đó giống như là một cái chuyện mà mình phải làm hàng ngày, như ăn cơm uống nước vậy đó. Thì chính vì họ khuyên mình, họ nói mình chứ nhầm kia là những cái lời nói của họ chỉ là nói vân vơ thôi, nói vân vơ thôi. Ôi, làm ba cái đó cái gì đâu, nghèo nhà nước nuôi, mình rảnh quá. Đúng, ok, làm thiện nguyện không rảnh mới đi làm, rảnh đâu đi làm thiện nguyện. Nên cuộc sống này mà mình cứ bon chen theo cái lời nói của người ta rồi mình để ý mình bận lòng là mình mệt, chính bản thân mình mệt. Mà họ cũng không có nuôi, bây giờ họ có nuôi mình ngày nào mà họ cũng chả có quan tâm tới mình bệnh mình nằm cục đó họ đi thăm không chưa chắc, nhưng mà cuộc sống của mình họ lại xen vào như vậy. Những cái người đó quý vị ít tiếp xúc dùng cái họ xúi mình những cái chuyện cái trời không, là mình nhầm khi cái số đông nó rất là nguy hiểm, cái số đông mà nó cứ nhào vô vậy đó, cái kiểu như là nó không 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 ủng hộ mình mà còn bắt mình đi ngược lại nữa, thì mình ít tiếp xúc bớt. Chứ còn giờ mà sư chính tâm thuyết pháp dở lắm, đừng có thiết họ nói vậy, mình coi lại coi mình có thuyết dở thiệt hay không, nhưng mà mình nghe họ mình buồn, mình coi lại xem, mình coi lại xem mình làm thiện nguyện đó với cái tâm gì, và mình làm với cái ước mong gì, phải mình muốn giúp đỡ thật tình mình muốn giúp đỡ những cái người mà mình giúp không, dù họ nghèo họ khổ mình giúp cho họ có cuộc sống nó tương đối hơn thì mình làm thôi, cái chuyện đó mình hiểu cái phước rồi mà. Không. Sư trả lời sơ cái ý của bạn Vi Nguyễn trên cái chat đó, là phải nói là các sư chỉ có trách nhiệm nói cái gì đúng pháp và cái gì không đúng pháp, chứ các sư không có trách nhiệm sửa cái tri kiến của quý vị. Có nghĩa là đó, nếu như quý vị đưa ra một vấn đề là sai, ví dụ như cho rằng cây cỏ có sanh mạng, thì các sư sẽ dẫn kinh tạng và dẫn các tài liệu để cho thấy rằng ở trong kinh điển thì nói rằng cây cỏ không phải là một dạng chúng sanh có sự sống. Tuy nhiên, nếu như quý vị vẫn quyết tâm tin rằng cây cỏ có sinh mạng thì đó là quyền của quý vị. Các sư không có trách nhiệm phải thay đổi, phải bắt quý vị phải nghe theo các sư. Các sư chỉ trình bày cái sự thật thôi. Còn quý vị có nghe theo sự thật đó hay không là chuyện của quý vị. Cũng giống như các sư nói rằng không nên sát sanh, bởi vì sát sanh đưa quả báo địa ngục. Còn cái chuyện quý vị có nghe hay không thì đó là quyền của quý vị. Chứ các sư không bắt ép, không bắt buộc ai phải giữ giới bao giờ. Cũng tương tự đối với tri kiến, các sư chỉ cho quý vị đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến. Chánh kiến đem lại an lạc, tà kiến đem lại khổ đau. Nhưng các sư không bao giờ bắt ép quý vị phải thay đổi tà kiến của quý vị. Có đổi hay không thì đó là quyền của quý vị. Nhớ giùm sư chuyện này.